Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín. Lễ nghĩa liêm sĩ. Nhân ái hòa bình. Dương hương đánh hổ. Thời nhà Tấn có cô gái trẻ tên là Dương Hương. Từ nhỏ cùng phụ thân nương tựa vào nhau mà sống. Cha của em bị hổ dữ tấn công đột ngột. Em bất chấp nguy hiểm cứu cha mình từ miệng mãnh hổ, khiến người cảm phục. Cha ơi, ăn cơm thôi. Cha, để con đến giúp cha. Không cần đâu, con là con gái sao mà cày ruộng nổi chứ. Cha, Hương Nhi không muốn làm những việc giặt áo, nấu cơm giống như hồi còn nhỏ nữa đâu. Con có thể giúp cha làm những việc nặng nhọc rồi. Ây da, nói giỡn chơi. Làm gì có bé gái nào lại làm những việc nặng nhọc như vậy. Tất cả những công việc nặng nhọc đều do một mình cha làm. Làm con gái sao con có thể nhẫn tâm như vậy được. Từ nhỏ con đã không còn mẹ, cha càng không nhẫn tâm để con chịu khổ. Kỳ lạ, trên thân cây sao lại có dấu cào của móng vuốt dã thú cơ chứ? Hương Nhi, Hương Nhi à, Hương Nhi à, mau chạy đi con. Sao vậy cậu? Con không nhìn thấy trên cây đều có vết cào cấu hay sao? Rất có thể là ký hiệu đánh dấu khu vực của hổ đó. Trên núi này đã có hổ xuất hiện rồi. Con vẫn chưa hái xong lá thuốc trị vết thương cho cha. Còn hái thuốc gì nữa? Lúc nãy tiện tay cậu đã hái một ít cho con rồi. Con hãy mau về nhà kể cho cha con nghe đi. Nhà của con ở gần bìa rừng nhất, để cho an toàn. Mấy ngày nữa đừng đi làm ruộng. Nếu thực sự không đủ ăn, để cậu cho nhà con lương thực. Quan trọng là đừng lên núi này nữa. Này lão Dương. Dạ thưa quan. Tôi báo cho ông một việc. Cha ơi, ngọn núi này của chúng ta có hổ rồi. Cha. Hương Nhi, thật ra hổ không đáng sợ lắm con. Tiền thuế ruộng sang năm sẽ tăng lên nữa. Hả? Ruộng của nhà mình vốn đã ít, tiền thuế lại tăng, vậy chúng ta làm sao có ăn được đây? Đều là do con không có sức lực giúp cha làm ruộng. Trên núi có hổ, dân làng cẩn thận, tránh xa chân núi. Muốn đốn củi thì hãy sang ngọn núi kế bên. Trên núi có hổ, dân làng cẩn thận, tránh xa chân núi. Muốn đốn củi thì hãy sang ngọn núi kế bên. Cha ơi, ở chân núi này e rằng không an toàn nữa rồi. Sao cha còn ở đây cút đất vậy? Theo kinh nghiệm của cha, hổ nếu không bị xâm phạm thì sẽ không dễ dàng xuống núi đâu. Nhưng mà nếu không khai hoang thêm đất thì nhà chúng ta sẽ chết đói mất con à. Cha muốn khai khoáng đất ở chân núi này sao? Ừ, hy vọng có thể ứng phó nổi tiền thuế ruộng sang năm con à.
Nhưng mà mảnh ruộng hiện giờ cũng đủ làm cho cha vất vả rồi. Con người ta chỉ có hưởng không nổi phước thôi, không có chuyện chịu không nổi khổ đâu con. Con không thể cứ để cho cha một mình vất vả được. Con nhất định phải giúp cha chia sẻ những việc nặng nhọc. Con nhanh về nhà đi. Vì sao ạ? Ở nhà con có thể giúp cha làm công việc nhà, không được đến chân núi này nữa. Chẳng phải cha nói hổ sẽ không xuống núi hay sao? Con về nhà ngay. Vậy con sang núi kế bên đốn củi. Hai, cuối cùng cũng đến nơi rồi, đường xa thật. Hương Nhi cũng đến đây sao con? Cậu ơi, tốt quá rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con đốn củi đó. Để cậu dạy con. Để cậu giúp con buộc lại cho. Không sao đâu cậu, con làm được. Con là con gái, sao có thể gánh nhiều củi như vậy được? Hay là để cậu giúp con? Thật tình không cần đâu ạ. Mọi thứ hãy để cho con làm. Con phải rèn luyện bản thân thì mới có sức lực để giúp cha làm việc được. Con chỉ dùng sức như vậy thì không được đâu, sẽ bị thương đó. Dùng sức thì phải có kỹ thuật, phương pháp. Nếu như con thật sự muốn làm việc nặng nhọc, con sẽ dạy cho con. Con nói xem, gánh củi thì cần đến sức mạnh ở đâu? Đương nhiên là sức ở lưng rồi ạ. Còn có cánh tay nữa. Sai rồi. Nếu chỉ dùng sức ở lưng thôi thì giống như một mình con đơn độc đối mặt chiến đấu với kẻ địch rất mạnh vậy. Khi dùng sức lực của cơ thể để đối kháng với sức mạnh rất lớn ở bên ngoài, sao con không tập trung càng nhiều sức mạnh của chính mình lại cơ chứ? Càng nhiều sức mạnh sao ạ? Đó chính là những cụm cơ bắp mạnh nhất trên cơ thể của con. Đầu tiên là cơ bụng, còn có cơ hông, cơ mông, cơ lưng, cơ bắp đùi nữa. Gánh củi thì có liên quan gì đến vùng bụng ạ? Những sức lực của các cơ bắp này, nếu như có thể được điều động cùng một lúc, tập trung sức mạnh của chúng đồng thời vào một nơi, thì sức mạnh đó chẳng phải sẽ tăng lên rất nhiều hay sao? Hơn nữa, còn có thể khiến cho cuộc sống và các khớp được nâng đỡ và bảo vệ, làm cho các khớp giảm bớt phần nào áp lực và bị ma sát tổn thương. Các khớp xương rất quan trọng đối với con người. Một khi làm việc nặng nhọc bị tổn thương đau đớn, con sẽ không thể làm được gì cả. Con đã hiểu rồi ạ. Ê. Con quá nóng vội rồi, cậu vẫn chưa đói hết mà. Con xem hơi thở của con vẫn hổn hển như vậy. Ngoài việc điều động các bắp thịt của toàn thân, vẫn còn một điểm rất quan trọng nữa mà con vẫn chưa chuẩn bị tốt, đó chính là hơi thở. Hơi thở sao? Hơi thở nhìn không thấy, sờ không ra. Con người nếu không có bắp thịt thì vẫn có thể sống được, nhưng nếu không có hơi thở thì lập tức chết ngay. Hơi thở giống như dòng nước chảy khắp các ruộng đồng vậy. Đồng ruộng cho dù có phì nhiêu đến đâu, nhưng nếu không có nguồn nước thì cũng không thể sống được. Hơi thở chính là cội nguồn của hết thảy sức mạnh trên thân thể của con đó. Con đã hiểu rồi ạ. Hơi thở mới có thể huy động được sức mạnh bên trong của các cơ bắp và khớp xương. Cho nên con phải kiểm soát hơi thở. Việc con thở hổn hển như vậy cho thấy hơi thở của con hoàn toàn bị phân tán. Thở loạn xạ như vậy, sao con có thể tập trung điều động thứ tự sức mạnh của các cơ bắp được chứ? Hèn gì, con vẫn không thể gánh lên nổi. Chúng ta chẳng phải thường nghe nói những người luyện công phu lúc mới bắt đầu đều đưa khí xuống đan điền hay sao? Con còn cho rằng họ nên làm thứ không cần thiết. Kỳ thật, việc này rất có đạo lý. Đan điền chính là vùng bụng. Trước khi phát huy sức lực, đầu tiên con phải ổn định hơi thở ở nơi đây. Đây chính là nơi bắt nguồn của hơi thở và sức mạnh. Sau đó điều động hơi thở đến các bắp thịt và khớp xương. Con phải nhớ hơi thở là sức mạnh. Cơ bụng, cơ hông, cơ mông, cơ bắp đùi, cơ lưng, toàn bộ đều đã được chuẩn bị tốt. Không được chỉ nghĩ đến phần lưng. Lên nào.
Cậu ơi, con cảm ơn cậu đã dạy cho con nhiều điều như vậy. Lúc nãy cậu có nói, khi mới bắt đầu con sẽ thấy rất rắc rối. Nhưng nếu như mỗi lần con đều thế hội và vận dụng như vậy, dần dần điều này sẽ trở thành bản năng của cơ thể con. Trong mấy chốc là có thể phát huy được sức lực thôi. Con đã hiểu rồi. Cậu à, cậu thật là có kinh nghiệm. Làm việc nặng nhọc nhiều năm thì được trui rèn mà thôi. Còn phải nhớ điều quan trọng là điều hòa hơi thở, tập trung toàn bộ cơ bắp của toàn thân. Lấy hơi thở làm sức mạnh thì ít phí sức mà được lợi to. Con đã nhớ rồi ạ. Không ngờ hơi thở lại có công năng lớn đến như vậy. Kiểm soát hơi thở và việc phát huy sức lực ra, con còn phải an định tinh thần, kiên cường ý chí, đặc biệt là lúc đối kháng với một sức mạnh lớn từ bên ngoài. Dạ. Lần đầu tiên gánh củi, không cần gánh nhiều như vậy, hãy từng bước mà tiến bộ. Từ từ con sẽ gánh càng nhiều hơn. Dạ vâng thưa cậu. Hiện giờ đi đường có cần kiểm soát hơi thở không ạ? À? Lúc nào cũng cần phải điều hòa nhiệt hít vào thở ra cả. Hương Nhi, Hương Nhi cẩn thận con. Hương Nhi. Không sao cả thưa cậu. May mà con đã buộc chặt hai bó củi. Đồng thời con đã kiểm soát được hơi thở rồi ạ. Con đã mạnh mẽ hơn rồi. Hài lòng rồi phải không? Lần sau con sẽ cẩn thận hơn. Cha, có phải con còn giỏi hơn cả con trai nữa đúng không cha? Cha ơi, bội thu rồi. Anh rể à, sao anh vẫn còn ở đây vậy? Mau về nhà đi. Anh không nghe sao? Con của ông Trịnh ở thôn phía đông chạy lên núi chơi không trở về nhà nữa rồi. Hôm qua trên núi đã phát hiện thấy đôi giày dính máu của trẻ con đó. Ở trên núi ăn thịt người sao? Mọi người chú ý, trên núi đã xảy ra tai nạn chết người. Nhà môn yêu cầu mỗi gia đình cử ra một trai tráng khỏe mạnh làm thành đội bắt hổ, lên núi bắt hổ. Nhà không có trai tráng thì làm thế nào ạ? À? Không có người thì xuất tiền. Trong vòng 2 ngày phải đến nhà môn ghi danh. Cha tuổi tác đã cao như vậy, mình sao có thể để cha đi tham gia được? Anh rể, cậu của Hương Nhi à, có nhờ công việc này được không? Hả? À, Hương Nhi, con làm gì vậy? Cha, con sẽ thay cha đi bắt hổ. Ây da, quay lại đây. Cha à, sao con có thể để cho cha đi được chứ? Con ngốc à, không cần đi nữa đâu. Tối hôm qua, cha đã mượn tiền của cậu con nộp cho gia môn rồi, mình không cần phải đi nữa. Thật sao cha? Chỉ có điều là cậu của con phải đi bắt hổ. Việc trong nhà cậu, con phải đến chăm nom vài ngày đó. Dạ, đúng rồi ạ. Cậu thương con lắm, con nhất định sẽ giúp cậu trông nom nhà cửa. Bây giờ con qua đó đi, đem theo những thứ con cần dùng hàng ngày. Hãy ở bên đó thêm vài ngày đi. Bây giờ sao ạ? Dạ được. Ê, sao ngay cả người lớn tuổi mà cũng bị bắt đi vậy? Chẳng phải là ông lão Hội Dương đó sao? Ê, đúng rồi. Dương Phong. Cha, sao lại có tên cha ở đây?
Cậu ơi, cha của con sao lại có tên trong số những người đi bắt hổ vậy? Sao? Không thể nào đâu, chắc là ghi nhầm đó mà. Cậu à, cậu nói thật với con đi. Nói thật điều gì? Con về nhà hỏi cha con đây. Hương Nhi à, con đừng về nhà nữa, bởi vì nơi đây chính là nhà của con. Cậu nói vậy là ý gì ạ? À? Cha của con đã gửi gắm con cho cậu rồi. Hả? Cha của con sợ là nhớ có chuyện gì con sẽ không có người chăm sóc. Cho dù ông ấy có bình an trở về cũng không muốn đứa trẻ như con cả ngày phải theo ông làm việc vất vả chịu khổ. Hương Nhi, cha ơi, cha, con gái của cha có năng lực như vậy, có việc gì mà cha không thể để con gái chia sẻ gánh vác với cha được cơ chứ? Sao cha lại gạt con? Cha càng nhìn con gắng sức như vậy, cha càng cảm thấy có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Sáng mai phải lên núi rồi, cha hận một nỗi không thể thu hoạch hết được đám ruộng này để cho con có đủ lương thực ăn. Cha không đành lòng để cho con chịu khổ. Chỉ cần con đưa ở bên cha, con không cảm thấy khổ. Rồi xa cha rồi, giống như năm xưa con mất mẹ của con vậy, đó mới là khổ thật. Anh rể, cậu đó à, em đã đem tiền nộp cho nha môn rồi, anh không cần phải đi nữa đâu. Việc này sao có thể được chứ? Anh rể à, chị của em ra đi sớm, em lại không con cái, em chỉ có một cháu gái, em không giúp anh và cháu thì giúp ai đây? Em đi ghi danh đây. Không xong rồi, e là hổ đã bị người xâm nhập vào hang của nó. Nếu như bắt được thành công thì không sao, nếu không thành công thì có thể làm nó bị kích động, giận dữ. Chúng ta hãy gom rơm lại, mau chóng về nhà thôi con. Cha! Hả? Hương Nhi, mau chạy đi! Hương Nhi à! Hương Nhi! Hương Nhi! Cha! Hương Nhi chạy mau đi con, mau chạy đi! Anh rể, à, hết tên rồi, sắp có án mạng rồi, những người phía sau mau chạy nhanh lên. Còn phải nhớ, quan trọng là hơi thở phải điều hòa, tập trung các cơ bắp của toàn thân, hơi thở là sức mạnh. Sức mạnh của bánh thú không thể địch lại, nhưng điểm yếu của nó chính là yết hầu. Hương Nhi, nhanh chạy đi con. Kiểm soát hơi thở, ngoài việc phát huy sức lực ra, con còn phải an định tinh thần, kiên cường ý chí, đặc biệt là lúc đối kháng với một sức mạnh lớn từ bên ngoài. Cha ơi, con vĩnh viễn không thể nào rời xa cha được. Hương Nhi, chạy đi con. Hương Nhi, Hương Nhi à. Quan phủ hạ lệnh phải bắt cho bằng được hổ, nhưng có lẽ hổ đã bỏ đến ngọn núi khác, không còn nhìn thấy tông tích nó nữa. Quan thái thú ở trong vùng đã đem chuyện này bẩm báo lên triều đình để hạ chiếu tuyên dương thiếu nữ có thể địch lại mãnh thú, nghe như là việc trái với bình thường, nhưng sức mạnh này chính là xuất phát từ hiếu tâm mãnh liệt nên mới có thể bộc phát ra thành sức lực lớn như vậy, có thể dốc hết sức mình xoay chuyển tình thế trong lúc nguy cấp. Lòng dũng cảm nghĩa hiệp của Dương Hương đã khiến người đời ca ngợi không ngớt.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Nam.